Ngày 2 tháng 12, Thánh Bibiana, thân phụ của Thánh nữ Bibiana, ông Flaviano là một mẫu người lý tưởng của thành Roma thời giáo hội sơ khai. Flaviano và người vợ của ông nổi tiếng là những Kitô hữu nhiệt thành. Khi hoàng đế Giuliano chối bỏ đức tin công giáo, ông liền bắt bớ các Kitô hữu, và khi đó Flaviano bị bắt. Flaviano bị chát lên mặt với một thỏi sắt nung đỏ, và sau đó ông bị trục xuất khỏi thành phố. Sau khi ông Flaviano qua đời, vợ ông, bà Dafrosa, một Kitô hữu ngoan đạo, cũng bị quản chế tại nhà riêng của bà. Rồi bà cũng bị lên án tử, sống một mình với người chị gái Demetria. Bibiana cố gắng hết sức để tin vào Thiên Chúa qua lời cầu nguyện. Những gì Bibiana có thì đều đã bị lấy đi. Rồi cả hai chị em cũng lần lượt bị đưa ra tòa. Chị Demetria tội nghiệp đã hoảng sợ đến nỗi suýt chết dưới chân một vị quan tòa. Phần Bibiana, thánh nữ bị trao cho một đàn bà tội lỗi để bà làm cho cô bé ra xấu xa như bà. Bà đã dùng những lời đường mật và cả những mánh khóe tinh ranh để làm cho Bibiana phạm tội nghịch đức trinh khiết. Tuy nhiên, bà đã không thể lay chuyển được thánh nữ. Bibiana lại bị dẫn về tòa và bị đánh đòn. Tuy vậy, thánh nữ Bibiana đã giữ vững đức tin và sự trinh khiết cách quả cảm hơn bao giờ hết. Thánh nữ Bibiana bị đánh chết bằng roi chì. Một linh mục đã chôn xác thánh nữ ban đêm bên cạnh thân mẫu và người chị gái của ngài. Đôi khi chúng ta không hiểu được lý do tại sao người tốt lại phải chịu đau khổ, còn người xấu thì dường như lại tránh được nó. Khi cảm thấy ngờ vực hoặc bực tức về chuyện này, chúng ta hãy nài xin thánh nữ Bibiana giúp đỡ. Từ trời cao, nơi Bibiana đang hoan hưởng phần thưởng dành cho lòng trung tín của mình, thánh nữ sẽ giúp chúng ta nhận biết rằng công bằng không luôn luôn tồn tại trên thế gian này, mà nó chỉ có được ở đời sau. Tin mừng nét.